Female artist. A young male, so that means okay. Black is male and gray. Oh, black is male, gray is female. Trời ơi, Việt Nam mình cái lông nó ba te tô hết, tay cử nhiều quá. Tại vì mỗi lần mà nó chạy là phải giựt một cái lông đít nó mới chạy. Thế là thôi chị luôn. Chị mới đầu chị cũng tưởng nó không có cái sắt để bám, chị tưởng bám vào cổ cơ. Thế nên là không bao giờ mình nghĩ. Đà điểu quá, đà điểu quá là nó thay sống một cặp. Thì thường á, một con sẽ đi kiếm ăn, một con ở nhà ấp trứng. À. Thì con này đang kiếm ăn nè. Đây con female nè. Mà đa số con đực sẽ ở nhà ấp trứng, con cái sẽ đi kiếm ăn. Nó đang coming. Jack, how long they can live? Nó sẽ đến bên mình đấy. Jack, how long they can live? Ted? Only Ted. Thank you. Coming, coming. Because when one is 3 years old, it's full grown. Full? 3 tuổi thì full gì? Full grown. Là có cặp bồ được rồi đó. Mày có cần chụp vậy không mày? Mất nửa ngày. Full grown. Thôi chim rồi lộ mấy lần đi lần mấy ngày trước mới tới là thấy mấy cái này nhỏ nhỏ cái tưởng là rơm nó dướng vô mà mình cũng tin là không phải bởi vì có những cái cành đó có lỗ dạ, vô được nè có lỗ đây có lỗ luôn á chị mình thấy còn xuyên nắng quá hay ha hay à con trên kia có cái lỗ đen đó.